Phỏng vấn chuyên gia, một trò hề của RFA tiếng Việt. Để đạt ý đồ đen tối thông qua truyền thông, chiêu bài quen thuộc của RFA là phỏng vấn những thành phần chống phá nhà nước dưới mác lòe bịp dư luận, phỏng vấn chuyên gia. Mới đây, RFA tiếng Việt trên nền tảng YouTube phát đi chuyên mục Quốc hội Việt Nam có phải là đại diện cho người dân hay không? Với màn phỏng vấn của Nguyễn Trường Sơn với 3 vị khách mời gồm Nguyễn Quang A, cựu ứng viên đại biểu Quốc hội độc lập, Lê Minh Nguyên, cựu chủ tịch Đảng Tân Đại Việt và Nguyễn Văn Đài, chủ tịch Hội Anh em Dân chủ, phơi bày trò hề của RFA tiếng Việt. Thứ nhất, đối tượng được mời phỏng vấn gắn mác chuyên gia, thực chất vẫn là thành phần chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, thậm chí ăn lương định kỳ của các tổ chức phản động lưu vong như Nguyễn Văn Đài, chuyên lập dự án dân chủ chống Việt Nam để xin tài trợ từ quỹ của chính phủ phương Tây như Nguyễn Quang A, Lê Minh Nguyên. Đây đâu phải là những chuyên gia mà bản chất là những thành phần chống phá chuyên nghiệp mới phản ánh đúng bản chất. Nguyễn Quang A cùng với đám phản động lưu vong lê la qua nhiều nước để xuyên tạc tình hình Việt Nam, trình bày về kế hoạch lật đổ chế độ ở Việt Nam để vận động ủng hộ chính trị và gây quỹ. Năm 2016, ông ta khởi xướng cho ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, rồi bị chính dân làng nơi cư trú vạch mặt vì không có bất cứ đóng góp gì cho cộng đồng, không xứng đáng đại diện cho họ. Lê Minh Nguyên là kẻ có bề dày trong việc khởi xướng thành lập nhiều tổ chức liên minh chống phá Việt Nam ở nước ngoài. Còn Nguyễn Văn Đài đã hai lần bị kết án về tội tuyên truyền chống nhà nước và hoạt động chống chính quyền nhân dân, được nhà nước Việt Nam chấp thuận cho đi Đức với danh nghĩa nhân đạo. Thứ hai, nội dung phỏng vấn là tìm hiểu thêm bản chất và vai trò của Quốc hội trong nền chính trị Việt Nam hiện tại, không thuộc trách nhiệm của RFA tiếng Việt và các nhân vật trả lời phỏng vấn không đủ tư cách, nhân phẩm để bàn luận về vai trò của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thứ ba, động cơ cuộc phỏng vấn không nhằm làm cho nhân dân hiểu biết hơn về vai trò, nguyên tắc hoạt động của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà nó lộ rõ âm mưu, xuyên tạc, bôi nhọ chính thể, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kích động hận thù, chống đối, nổi loạn, làm mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Bàn về Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một thiết chế cấu thành bộ máy nhà nước, được giao thực thi quyền lực nhà nước, tổ chức và hoạt động Quốc hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước như bảo đảm quyền lực nhân dân, tổ chức và hoạt động theo hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng hiến pháp và pháp luật, Quốc hội họp công khai mỗi năm 2 kỳ, làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số, Quốc hội làm hiến pháp và sửa đổi hiến pháp, làm luật và sửa đổi luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước, có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Quốc hội có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, củng cố bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương, bầu hoặc phê chuẩn các chức vụ cấp cao trong bộ máy nhà nước từ trung ương. Hoạt động của Quốc hội ngày càng được công khai minh bạch, truyền tải chân thực sống động, trực tiếp tới các cử tri cả nước, nên Quốc hội ngày càng thu hút sự chú ý của báo chí, truyền thông và công chúng theo dõi hàng ngày, hàng giờ, đồng thời các hoạt động tương tác với cử tri ngày càng hiệu quả hơn. Những điều nêu trên đã đủ sức thuyết phục bác bỏ hoàn toàn các âm mưu, luận điệu xuyên tạc của RFA tiếng Việt và thành phần chống phá gắn mác chuyên gia kia. Những luận điệu xuyên tạc kiểu chế độ độc tài cộng sản làm việc không theo tiến trình mà là nghĩ cách lấy nhà người khác. Quốc hội Việt Nam đông người tốn kém làm trò mị dân. Quốc hội trên giấy tờ là cơ quan quyền lực cao nhất nhưng chỉ có quyền tán thành, chứ không có quyền làm luật, chỉ có giơ tay phát biểu, còn mọi việc do Đảng Cộng sản chỉ định. Quốc hội làm theo các nhóm lợi ích bao trùm to nhất là Đảng Cộng sản. Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm chỉ là hình thức, vì Đảng đã chọn người rồi. Đều là những luận điệu bôi nhọ trắng trợn, thường thấy nhan nhản trên các trang tài khoản phản động lâu nay, mỗi bận Quốc hội họp. Trên thế giới có nhiều thể chế chính trị, mỗi quốc gia tùy theo điều kiện của mình để lựa chọn hướng đi phù hợp. Việt Nam có quyền tự quyết, tự chủ, tự lựa chọn thể chế chính trị, đi theo chủ nghĩa xã hội, một đảng lãnh đạo. Không một quốc gia, tổ chức cá nhân nào có quyền và có thể yêu cầu Việt Nam đi theo thể chế chính trị này hay thể chế chính trị khác. Do vậy, RFA tiếng Việt nên từ bỏ ngay trò hề phỏng vấn những kẻ bất hảo, phát ngôn, xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước Việt Nam.